ăn hàng rồi các bạn. Nó tổng số được 2 con, nó mới được 1 con. Ừ, vẫn còn mấy thòng quên để đây. Này các bác này. Chơi cả lưới cả thòng các bạn. Thòng thì đánh quanh loa. Còn lưới thì răng ở bên ngoài. Đây lưới đây các bạn này. Đấy lưới đây. Nhưng vẫn có con ở ngoài nó đi vào ấy các bác. Tránh đề phòng nó đi vào ấy. Thì mình chơi cả thòng nữa thì không bao giờ xịt được, không bao giờ thoát được con nào các bạn này. Chạy làm sao được. Không có nào nữa. Lúc nãy bắt được con ở dưới ruộng này các bạn. Vồ luôn. Cắm thòng quanh đây này các bạn. Đấy chủ yếu cắm chặn chỗ loa thôi mà. Đấy bác nào chơi kiểu này có thể là không dùng lưới mà dùng nguyên thòng cũng được. Nguyên thòng nó hay bị quăn thòng, mình hay phải về xử lý các bạn. Được 2 con rồi đấy các bạn. Nhưng ngon phết. Đánh này cứ tối 2-3 con, 3-4 con các bạn. Nói chung đều lắm, cuốc chỗ em thì nó rẻ. Đâm ra bán nó cũng không được giá các bác. Đằng kia thì em đánh vạc đằng kia. Không thấy còn nào nữa các bạn. Nếu mà có cuốc ở ngoài ruộng là đa phần nó kêu lại ngay mà các bác. Mình đỗ ở đây thì hầu như là thi thoảng nó lại kêu lại mà. Thì mình sẽ biết ngay. Đấy. Dạo này cứ đánh đều như này thôi các bạn. Đánh tháng nay kiểu này rồi. Gần tháng. Chắc được 20 buổi rồi các bạn. Nói chung là vẫn có hôm móm đấy các bạn. Chứ không phải không có móm đâu, vẫn móm mà. Nhưng mà tỷ lệ móm nó ít các bạn. Đánh vẫn được. Đây là đánh 20 chân thòng các bạn. Đây. Cắm rất nhiều thòng các bạn nhá. Đấy. Rồi xin chào các bạn nhá. Bạn nào cần đồ bẫy chim đêm liên hệ em nhá. Bay mất một con các bạn. Một con bay mất đằng kia. Được một con nó rút một bụi này các bạn. Nó rất hay ở trong bụi này. Con này chắc đi từ ruộng lúa đi lên các bạn. Không còn nào nữa không. Bọn nó hay xà xuống ruộng lúa đây xong bọn nó đi bộ lên. Bộ lên mình cắn thòng các bạn. Khốn ghê, rút một bụi này. Một con bay mất ràng kia nó đang kêu rồi các bạn. Ở dưới ruộng này. Ngay ở dưới ruộng này các bạn này. Rồi chào các bạn nhá. Tổng kết được 3 con rồi. Hẹn các bạn vào sáng ngày mai nhá.